Thưa quý vị, đổi mới phong cách làm việc, trọng dân, hiểu dân, gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân, đó là phương châm hành động của cán bộ chiến sĩ công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà trong suốt thời gian qua. Nhờ đó, người dân luôn tin tưởng và giúp đỡ công an phường, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Một buổi xuống địa bàn như thường lệ của đại úy Hà Văn Nhân, cảnh sát khu vực An Thiện 1, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Thông qua câu chuyện trao đổi với người dân trong khu vực, đại úy Hà Văn Nhân thu nhận được rất nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho công tác của cảnh sát khu vực. Việc thường xuyên xuống khu vực sẽ giúp bản thân tôi nắm được khó khăn của nhân dân và nắm bắt được tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Và qua công tác quản lý dân cư tại khu vực và rà soát các trường hợp vướng mắc trong quá trình mời nhân dân đi làm căn cước công dân, tôi đã tham mưu ban chỉ huy công an phường và đoàn ủy, ủy ban dân kịp thời chỉ đạo phối hợp cùng các cơ quan liên quan xác minh các phòng nghiệp vụ để có cơ sở làm giấy tờ tùy thân cho công dân. Hình ảnh lực lượng cảnh sát khu vực phường An Hải Tây thường xuyên xuống địa bàn dân cư bất kể ngày đêm đã làm thay đổi tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt thông qua việc xuống cơ sở, người cảnh sát khu vực thể hiện tinh thần gần dân, sát việc, tận tụy phục vụ nhân dân, trở thành hình ảnh đẹp trong mắt bà con khu phố. Những đồng chí này đã ngày đêm túc trực, khi có một điểm gì mà ở dưới khu vực điền lên là các đồng chí đã nhảy bẹn chạy lấy liền, không có một sự là trì trệ, không có một cái gì mà gọi là ngại ngùng khí mà một hai giờ sáng. Để có một buổi xuống cơ sở làm việc đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực phải trang bị cho mình đầy đủ kỹ năng, kiến thức địa bàn khu dân cư. Nhiều buổi họp của lực lượng cảnh sát khu vực như thế này được công an phường An Hải Tây thực hiện thường xuyên. Thông qua đó cùng nhau trao đổi thông tin, nghiệp vụ, rà soát hồ sơ, biểu mẫu, những nội dung người dân quan tâm. Người chỉ huy cũng nắm được tình hình khu vực và vấn đề nổi lên ở cơ sở để tập trung chỉ đạo giải quyết. Công an phường cũng duy trì thường xuyên các cuộc họp để tổ chức quán triệt phổ biến các cái văn bản chỉ đạo của công an cấp trên, nâng cao kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ, xây dựng tác phong lề lối làm việc chuyên nghiệp hiệu quả của lực lượng cảnh sát khu vực công an phường, qua đó đảm bảo thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự tại địa bàn phụ trách. Với phương châm trọng dân, hiểu dân, gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân, công an phường An Hải Tây đã có nhiều đổi mới phong cách làm việc được người dân đánh giá cao. Điển hình tập trung giải quyết cho nhiều trường hợp người dân không có giấy tờ tùy thân đã hàng chục năm nay có được căn cước công dân, đẩy mạnh thực hiện mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, phát động 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu căn cước công dân. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian tới, công an phường tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường triển khai cái nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng công an phường An Hải Tây trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, để huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc cùng đồng tình ủng hộ để công an phường An Hải Tây làm tốt công tác xịt lượng cũng như đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2023, Công an phường An Hải Tây vinh dự được Giám đốc Công an thành phố tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đó là kết quả nỗ lực không ngừng của tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sĩ công an phường vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.